Long chúng tôi đến thời điểm này chúng tôi đã thành lập được 8 năm và chuẩn bị cho kỷ niệm 10 năm của thành lập công ty của năm 2020. Và hiện nay chúng tôi đã trải dài khắp trên toàn quốc với 36 tỉnh thành và hiện nay trên khoảng 5.000 cán bộ công nhân viên. Hiện nay chúng tôi hàng năm chúng tôi cũng đã tạo công ăn việc làm và phối hợp với trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và Đại học Phòng cháy Chữa cháy bên Tổng cục 7 chỉ đạo, chúng tôi đã giải quyết được hàng nghìn lao động và đào tạo nghề cho những thanh niên thất nghiệp vùng sâu vùng xa, và đặc biệt quan tâm đến công tác xã hội như hàng năm chúng tôi đã về các địa phương của cán bộ công nhân viên xây hàng trăm căn nhà tình thương và các suất học bổng cho các bộ nhân viên rất là nhiều. Hiện nay thì Hoàng Bảo Long chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng một cái trung tâm về đào tạo võ thuật và đào tạo về chó nghiệp vụ, và để áp tải những khách VIP bảo vệ cho khách hàng một cách an toàn nhất, và trên quy mô là 5.000 m², tọa lạc tại quận 12. Và chúng tôi cũng hy vọng là sang năm 2020 chúng tôi sẽ khánh thành được cái công trình này và các ốc làm việc cho tập đoàn của Hoàng Bảo Long. Và tiêu chí của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho khách hàng, tài sản, tính mạng, cho con người, cho đối tác và cho xã hội, và có trách nhiệm với cộng đồng. Slogan của công ty chúng tôi là vì tương lai tươi sáng, và có một thêm cho cán bộ công nhân viên học thuộc như bài hát của chúng tôi đã từng mở nhạc chờ nhạc tre nghe của các cái điện thoại của cán bộ công nhân viên trên toàn quốc, là đối tác tin cậy và lợi ích thiết thực. Trách nhiệm và uy tín, cùng bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người an vui. Ta hát một bài ca trên đồng quê bao la, vang xa khắp mọi nhà, gửi lời chào thân ái cho xanh tươi cuộc đời cùng mọi người khắp nơi. Hoàng Bảo Long, Hoàng Bảo Long, đối tác tin cậy, lợi ích thiết thực, thật hùng mạnh thân thiện, trách nhiệm và uy tín, cùng bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người an vui. Hoàng Bảo Long, tin cậy, lợi ích thiết thực, thật hùng mạnh thân thiện, trách nhiệm và uy tín, cùng bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người an vui. Hoàng Bảo Long chuyên nghiệp vững bền, Hoàng Bảo Long chuyên nghiệp vững bền, Hoàng Bảo Long chuyên nghiệp.